Xin kính chào quý bà con, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 2 Tết Quý Mão, kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá mít Thái cho quý bà con tham khảo. Giá cập nhật lúc 9 giờ hôm nay ghi nhận giá mít đi ngang giao quý bà con, cụ thể như sau. Tại Tiền Giang, mít nhất 24.000 đồng mỗi kg, mít nhì 14.000 đồng mỗi kg, mít ba 11.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 22.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 12.000 đồng mỗi kg. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, mít nhất 23.000 đồng mỗi kg, mít nhì 13.000 đồng mỗi kg, mít 30.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 21.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 11.000 đồng mỗi kg. Tại Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 22.000 đồng mỗi kg, mít nhì 12.000 đồng mỗi kg, mít 30.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 19.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 9.000 đồng mỗi kg. Tại Trà Vinh, Vĩnh Long, mít nhất 22.000 đồng mỗi kg, mít nhì 12.000 đồng mỗi kg, mít 30.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 19.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 9.000 đồng mỗi kg. Tại các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên, mít nhất 20.000 đồng mỗi kg, mít nhì 10.000 đồng mỗi kg, mít 37.000 đồng mỗi kg, kem rớt lớn 16.000 đồng mỗi kg, kem rớt nhỏ 6.000 đồng mỗi kg. Giá kênh báo là giá anh em thương lái cắt tại vườn, tùy theo lái, tùy theo tuyến đường vận chuyển xa hay gần nên giá sẽ còn chênh lệch nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.